Khi mà giới già giàu Việt Kiều về quê là đám cưới sẽ hoành tráng như thế nào, mọi người thấy không? Bước qua một cái cổng nè, đó, sau đó sẽ đến khu trưng bày hình ảnh của cô dâu và tất cả hoa ở đây đều sử dụng toàn bộ đó là hoa nhập. Thánh nào soi thì cứ soi đi, hoa thạch thảo là không có nhập nha. Tất cả là còn lại là nhập hết. Rồi đối diện với đây là một cái bàn lễ tân siêu xịn mịn luôn, hoa ngập tràn từ trên xuống dưới, đúng là phong cách nhà Simon đúng không? Cái bàn cũng hoa luôn và đây là khu chụp hình. Cảm ơn cô dâu chú rể rất là nhiều vì đã cho mình cái cơ hội được làm việc chung với anh chị trong cái đám cưới lần này của anh chị. Đó. Đây là bên ngoài cổng đi vào nha mọi người. Mình quay thì không đẹp bằng mấy anh photo chuyên quay đẹp đâu. Đây là chiếc váy rất là xinh của cô dâu được mặc trong chiều ngày hôm nay. Rồi chúng ta sẽ thấy sân khấu nè. Lồng lộn không? Rất là đẹp nha. Nguyên một cái hệ thống treo trần rất là sang xịn mình đẹp lắm. Nói chung là mọi người đi vào giống như đám cưới gọi là cổ tích á, nhìn dễ thương lắm. Những cái dây rô tích này nó tạo ra điểm nhấn. Và đây là khu vực sân khấu. Sân khấu cũng rất là lung linh và sang xịn mình. Hy vọng rằng là cả nhà sẽ mãn nhãn với tiệc này. Như mình nói đó, tất cả những người khi người ta có điều kiện ở nước ngoài về thì việc mà chia tiền với khách hàng không phải là cái gì quá quan trọng. Quan trọng nhất đó là khách hàng mang lại được một cái cảm xúc cho chính bản thân của mình, nghĩa là thực hiện đúng cái phong cách mình mong muốn, mang lại cái vẻ đẹp cho tất cả những người dự tiệc ngày hôm đó. Đó là cái niềm vui của cô dâu chú rể và khách hàng, và mình cũng cảm nhận được điều đó từ tất cả khách hàng làm việc với mình. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã tin tưởng và ủng hộ dịch vụ bên mình, và cảm ơn tất cả các bạn đã và đang xem TikTok của Tứ, giống như các bạn sẽ cho Tứ thêm cái động lực để mà có thể cố gắng làm lên quay nhiều clip hậu trường về nghề trang trí cưới cũng như là tổ chức sự kiện hơn cho mọi người xem. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Hy vọng cả nhà sẽ luôn ủng hộ mình.